Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đức Tin Đầu Gamer ha. Thì hôm qua mình có giới thiệu một cái tựa game tên là Luna Farm, Luna Garden ha. Luna Fishing Garden. Đó. Nhỏ âm thanh xuống tí. Thì có số anh em hỏi là có bản Android không thì lúc đó mình chưa có biết, rất xin lỗi anh em. Không ngờ là game này nó có bản Android luôn. Thì về về lúc mà mình live stream cũng như làm clip thì mình cũng biết là một điều là nó có thể làm được trên bản Android rồi, nhưng mà không chắc là nó có làm không. Và rất là may khi có bản Android nữa thì sáng tẩu kiếm cho mình thì các bản APK này anh em có thể mua trên cái CH Play với giá là 69k, hoặc là anh em có thể tải trên web của mình. Thì web mình là dtngamer.com ha, lên cái web của mình xong rồi vào cái phần game Android á, hoặc là anh em tìm ở trang chủ là có game để anh em tải đó. Thì mình sẽ chơi thử một đoạn cho anh em xem. Thì hôm qua tẩu chơi cái phiên bản này trên Android thì mình thấy chơi rất là đã, tại vì nó cũng kiểu là tương tác nó ngon hơn cái máy kia nhiều, nó rất là dễ chịu, với đặc biệt là khi mà anh em chơi á, anh em mà ở trong cái trạng thái gọi là nằm chơi á, nó rất là thoải mái ha, vui vẻ. Đây mình cũng đến nói chuyện với Nasus các kiểu, đây thao tác và tất cả mọi thứ thì nó đều kế thừa ở trên đó. Có một cái là nhiệm vụ đây thì nó mở lên nó dễ chơi hơn. Đây mình sẽ tua qua nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ nè, đây mình bấm vô thì mình có thể xem được những cái nhiệm vụ mà mình làm, là tương tác nhiệm vụ các kiểu. Thì bản Android thì nó chạy rất là ngon, ổn định, và nó là full anh em nhé, nó full á, nó không có thiếu sót một cái gì cả ha. Đây thì nó kêu mình đi lượm rác thì mình đi lượm rác thôi đó, phải tập làm quen với việc lượm rác đó. Đó, ok, xong nó sẽ cho mình chiếc thuyền đây, cho lá và làm chiếc thuyền đây đó, ok chưa. Thì phiên bản này á, phiên bản này dùng cho tất cả các dòng máy điện thoại Android anh em nhé, và chạy rất là ngon tại vì nó không có quá nặng đâu, và mọi thứ đều rất là xịn sò y chang như phiên bản PC. Sao thì cái này phiên bản nó y chang vậy luôn, và khoảng thời gian chơi của nó sẽ tầm khoảng là hai tiếng thôi, tiếng rưỡi, nhiều khi một tiếng, xong nếu anh em speedrun thì chắc tầm đấy. Và game này thì đấy, Android chơi như vậy ha. Anh em mà muốn tốt bụng thì anh em phải mua hỗ trợ nhà phát hành, còn không thì anh em tải bằng crack tùy anh em. Nói chung là anh em thích chơi sao chơi thôi. Rồi, bye bye anh em nhá. Muốn tải thì lên web mình nha, dtngamer.com nha. Bye anh em.